Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái video để chia sẻ với các bạn về bán ve chai ở Canada như thế nào các bạn nha. Nói là bán ve chai chứ thực sự ra là những cái lon này á, là khi mình mua nước uống á, mình đã trả tiền cho người ta rồi, bây giờ mình sau khi mình uống xong mình để dành lại, mình bán để mình lấy tiền lại thôi. Những cái vỏ chai này, tất cả những vỏ chai á là 10 sen các bạn nha. Chỉ riêng cái thùng sữa này nè là được 20 sen. Đó, những cái này chỉ là 10 sen thôi. Mình đang ở ngoài nhà để xe của nhà mình nè. Ông xã mình á, thì đang dọn xe cho trống á các bạn, để bỏ vô chai vô á. Đây là tất cả những cái vỏ bia rồi chai bia, bình sữa mà mình với ông xã mình để cũng một năm rồi đó các bạn, sau khi ăn uống tiệc tùng á. Lọt chai là một Bình sữa này á là của con trai mình uống á, một bình này 4 lít á, là uống khoảng một tuần. Những cái vỏ lon này á, khi đi mua người ta đã tính tiền rồi, sau khi mà mình uống xong mình giữ lại rồi bán lấy tiền lại các bạn à. Ông xã mình bỏ lên đó để chuẩn bị đem đi bán nha. Cái nhà để xe để tùm lum đồ luôn, nào là bánh xe rồi những cái dụng cụ để sửa xe, nhiều thứ lắm các bạn. Ông xã mình đổ hết vô cái bao đen nhìn cho nó gọn gàng nè, rồi đem vô trong đó cái người ta lấy ra, người ta phân loại, rồi người ta đếm, cái người ta tính tiền cho mình. Cái này mình để dành một năm rồi đó, tại vì mình muốn quay lại để cho các bạn xem á, một năm rồi nó mới nhiều vậy đó. Mùa đông á xe nó dơ vậy nè cả nhà, mình chạy ra ngoài hả, chỉ cần tí xíu là cái xe mình nó hả nó dính đầy bùn sình vậy đó. Xe nhỏ này là mình lái, còn cái chiếc xe lớn này nè là ông xã mình lái á. Đây, mùa đông nè các bạn thấy không, xe nó dơ kinh khủng luôn á. Đó, dây chai để đậy xe hết rồi, nãy để phía sau, giờ để lên phía trên này luôn. Để một năm rồi mà. Nhiều ơi, nhiều luôn. Mình đang trên đường chạy đến chỗ bán dây chai nè. Bỏ về chai có kẹo nữa con ha, về chai cho kẹo. Sắp đến rồi. Tới chỗ rồi nè cả nhà. Bỏ nó bỏ về chai được không? Giờ bỏ mấy cái lon. Đó, phía trước mặt mình nè, cũng có mấy xe đang chờ đi vào trong bán á. Nhiều người cũng giống như mình vậy đó. Sau khi uống hết xong á là người ta giữ cái vỏ chai lại để đem đi bán lấy tiền lại nè. Cũng có nhiều người bỏ đi, nhưng mà cũng có nhiều người giữ lại giống như mình vậy đó. Để xem cái lần này mình đổi lại được bao nhiêu tiền các bạn nha. Mình chờ chút xíu rồi vô ha. Mình ráng đợi tí xíu nha, gần tới lượt rồi. Tới rồi,
Ở đây á, người ta thiết kế mấy cái cửa sổ. Rồi cái người ở trong á, nhân viên á, họ sẽ đếm rồi họ phân loại những cái vỏ chai cho mình. Đó, phía trước mặt các bạn cũng có nhiều anh đi bán á. Ông xã mình á, đổ vỏ lon vô cho nhân viên người ta phân loại nè. Nhân viên á vừa đếm vừa phân loại cho mình. Ở phía trước cái cửa sổ nè, mình thấy người ta có để một cái thùng. Đó, sau khi mà ông xã mình á đổ những cái vỏ lon với chai xong á, sẽ để cái bao đen vô cái thùng đó. Tất cả những cái vỏ lon hay chai hay hộp mà đựng thức uống á, đều bán được các bạn nha. Như cái thùng sữa là 20 sen, còn tất cả những thứ còn lại là 10 sen. Những cái gì mà đựng thức thức uống thì bán được, nhưng mà thức ăn thì không có bán được các bạn nha. Mỗi cái cửa sổ vậy đó là có mấy nhân viên giúp khách đếm và phân loại rồi tính tiền cho mình luôn. Các anh này cũng có nhiều lắm rồi nè, chắc cũng để lâu rồi đó, hồi nãy giờ cũng chưa xong luôn. Mình để một năm rồi đó, tại vì mình cố tình để lại để quay đi quay video cho các bạn xem cái bán dây chai ở Canada nó như thế nào á, cho cả nhà biết. Nó cũng không có được bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà cũng vui. Tại vì những cái này á, là mình khi mà mình mua thức uống á là mình đều phải trả tiền cho người ta rồi, bây giờ mình chỉ lấy lại cái số tiền đó thôi. Quá chừng nhiều luôn á, còn chưa xong nữa. Ở trên này á, các anh cũng chưa xong nữa nè, cũng có nhiều lắm luôn. Xong rồi đó cả nhà, bây giờ ông xã mình đang đứng đợi để nhân viên tính tiền á, để xem được bao nhiêu nha. Anh nhân viên á, anh nói đùa là 7,390 cents. Đó, cho kẹo con trai mình nữa đó. Tức là 7,390 cents á. Nhưng mà thật sự đâu có tới đâu, có mấy chục đồng mà. Đây, đây bữa nay đó, bữa nay làm ăn được vô đó đó. Đây, đây. Được 70 mấy đô ha. Sau khi mà mình với ông xã mình á đi bán dây chai rồi đi chợ về á, thì tuyết nó rơi đùng đùng vậy nè các bạn. Rồi á, vô tình mình với ông xã mình á thấy được cái cảnh này nè, rồi ngừng xe lại quay cho các bạn xem nha, cho các bạn biết mùa đông ở bên đây á, nó vất vả như thế nào. Nhưng mà như thế này á, là chỉ là chút xíu thôi. Nhiều khi á, gặp mà đường á, nó đóng băng á, còn nguy hiểm hơn nữa. Các bạn đợi xem nha. Đó, các bạn thấy không? Đang chạy cái nó bị vậy đó. Mà nếu như mà chiếc sau á, mà nó chạy nhanh á, là thế nào cũng bị đụng. Nhưng
Như vậy chỉ là nhẹ thôi các bạn nha. Có nhiều khi đụng xe bị tai nạn luôn á, đường nó trơn dữ lắm. Cái này là tuyết thôi đó nha, chứ không phải là băng đâu. Băng nó nguy hiểm dữ lắm luôn, đường nó trơn chạy không được luôn á. Phải chạy từ từ, từ từ. Đó, chiếc này cũng xém bị đó. Nó nguy hiểm cực kỳ chưa các bạn? Chứ sao mà chạy nhanh tí xíu nữa là có tai nạn rồi đó. Và mùa đông như thế này á, mình lái xe phải rất là cẩn thận. Không có chạy quá nhanh mà cũng không có chạy quá chậm. Nhanh quá thì dễ bị tai nạn nếu mà đường trơn trượt á các bạn. Còn nếu mà quá chậm á thì những cái xe chạy sau á người ta khó chịu lắm. Nên mình khi mình chạy mình phải biết canh á. Canh đường rồi mình chạy. Ở bên này đó các bạn thấy không, cái xe này nó lại bị nữa đó. Ở bên này á, thời tiết nó khắc nghiệt lắm, quanh năm suốt tháng á, toàn là lạnh lẽo, chỉ có 3 4 tháng á, là ấm áp thôi, còn lại thì băng tuyết nhiều lắm. Mùa đông á, thì buồn ơi là buồn. Đó, chạy mà hơi nhanh tí xíu là ngay đó bị liền á. Mình về gần tới nhà rồi nè cả nhà ơi. Quá trời tuyết luôn. Ở đây là cái đường vô phía sau ở nhà mình đó. Đi vô cái chỗ nhà để xe. Đây là cái nhà để xe nè. Hồi nãy mà mình bỏ dây chai lên đó. Thôi mình chào các bạn nha, mình về tới nhà rồi. Chúc cả nhà vui vẻ nha.